Và kính thưa quý vị, Murphy Oil đã tìm thấy dầu khí ngoài khơi Việt Nam. Đây là tin tức đến từ Việt Nam. Tờ báo mạng oedigital.com đã dẫn tin của công ty Murphy cho biết rằng Murphy đã tìm thấy dầu tại lô 15, 1 trên 05 vùng nước cạn Cửu Long Basin với chi phí đầu tư khoảng 13 triệu Mỹ Kim. Việc thăm dò giếng dầu LDT 1X cũng phải cần thêm một khoản chi phí để khoan giếng dầu ở độ sâu 320 feet cho mục tiêu ban đầu và thêm khoản chi phí để khoan thêm độ sâu là 62 feet nữa cho mục tiêu thứ hai. Đầu năm 2019, công ty Murphy đã nhận được tuyên bố thương mại dành cho vùng LDV và mong muốn sẽ vượt qua lệnh cấm vận vùng khai thác dầu vào cuối năm nay. Các quý vị, Murphy của Long Bắc Oil Co là chi nhánh của Murphy đang điều hành hoạt động thăm dò của lô 15.1 05 và nắm giữ 40% cổ phần. Các phía hợp tác của khối này bao gồm có công ty khai thác và thăm dò dầu khí Petro Việt Nam nắm 35% cổ phần và SK Innovation giành 25% cổ phần. Công ty Murphy đến Việt Nam vào năm 2012 và được cấp giấy phép khai thác lô 144 và 145 tại vùng biển sâu của Việt Nam. Vào năm 2013, thì công ty này đã giành được giấy phép khai thác lô 11, 2 trên 11. và năm 2017, bắt đầu cấm giàn khoan tại lô 15, 1 trên 05. Tháng 12 năm 2016, Murphy và các công ty liên doanh đã thắng thầu cho dự án khai thác tại khối số 5.